Thư gửi, Diệu chân Đại Sư, Thư thứ bảy. Thư hôm qua cũng chưa trả lời. Trưa nay, Trần Tài Hoa chuyển khoảng 500 đồng, nhưng chưa nhận được. Có đệ tử quy y là Hà Huệ can ở Như Cao dẫn con và hai bà cụ trong thân quyến muốn tới triều bái thiên trúc, lại muốn đến núi lễ quán âm và lễ niệm Phật. Hôm nay, họ nghỉ lại núi, sáng mai trở về Tô Châu buổi chiều ngồi thuyền nhỏ sang Hàng Châu, xin được chỉ dạy. Tôi cũng bảo họ tùy hỷ niệm Phật để gieo thiện căn. Ngay trong buổi chiều, đối với trái cây và hương họ mang đến, cũng bảo họ mang theo. Lại có một cái hộp không, bèn dùng đựng cho hương đã trì chú Đại Bi để khi có dịp cần đến, cho họ trữ sẵn mang theo.